Ok, hello hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel YouTube của HGame2020 nha anh em. Trở lại với video ngày hôm nay thì tiếp tục với cái tựa game cao Win68 Club này nha anh em. Thì hôm nay với số 4 là 44 triệu anh em, mình sẽ đem vào 44 triệu nha. Đó. Thì như hôm trước thì anh em có hỏi là anh ơi, anh thử thách mình đó anh em. Nhắn tin thử thách mình là chơi cầm vốn lớn vào đánh trò sóc đĩa đúng không? Nay vô chơi trò sóc đĩa cho anh em xem ha. Ôi, sao phòng mới không này? Thực sự mình ghét phòng mới cực kỳ anh em. Cái này mình chắc chắn với anh em luôn á. Là game đang soi mình nè, thấy không? Nó đưa mình vô phòng mới không mà, thấy không anh em? Nè anh em nhìn cái đĩ cái thằng đầu nha, 5-2-4-2-2 này nè, nhìn này nha anh em. Nó dẫn vô là cái phòng đó là nó. Nhưng mà nó sẽ không đặt, thấy không anh em? Anh em có thấy rõ ràng là nó soi mình không? Nó thấy không, hồi nãy anh em thấy thằng này đặt trên đây, giờ đặt trên đây nè anh em nhìn kỹ nha. Nó thấy không? Với cái thằng ở dưới 5-2-2-0 này đúng không, tiền của nó nè. Rồi nè thấy không, 5-2-2-0 nằm dưới này thấy không? Mặc dù ván trước là cái ván hồi nãy là nó đã vô rồi đúng không anh em? Nó anh em nhìn thấy không? Anh em thấy nó bịp chưa? Nó thấy không anh em? Đó. Mình vô cỡ nào nó cũng cho anh, mình vô cái phòng này nhưng mà nó sẽ là, nhưng mà nó sẽ là gọi như là vô y gan như là một dáng mới. Nè anh em nhìn nó đặt rồi nha. Anh em nhìn đi nó đặt rồi nha anh em. Nè, đó. Nó lại nó chưa đặt, theo anh em, thấy không, thấy không? Nè cái con nhỏ này nè anh em. Đây đây cái con nhỏ này nè anh em, để ý con nhỏ này với thằng này nha. Anh em nhìn nó ra tiền nè. Anh em nhìn nè. Thằng này 420 đúng không? Anh em nhìn nha. 420 nè. Vô lên 520 thấy không anh em? Vô lên 520 thấy không? Con nhỏ này nó chạy qua đây nè, thấy không? Nó cực kỳ bẹp luôn. Nè nãy giờ chưa mở ván nào luôn. Nè anh em nhìn còn 4043. Rồi, anh em nhìn nha, còn 1 rồi đúng không? Mình vô một phát nó thành mới luôn. Nó thấy không anh em? Thề. Chịu luôn em. Ờ đi qua CC nè, CC dẫn phòng mới thôi, nó soi anh em ơi, nó soi anh em ơi. Thôi soi rồi. Ôi chơi thế à, chơi lại không? Thôi thì cũng vào làm vài tay bài cho anh em xem chơi anh em. Nó mình cũng chịu con game này luôn anh em. Đọc bài chơi xem sao anh em. Chứ mình thấy là vô cái gì là mình thấy không im rồi đó anh em. Bịp quá, bịp trắng trợn luôn anh em. Mình chơi mình đổi phòng nó vô phòng cũ, nó cứ vô cái phòng cũ, nó cài đặt lại thời gian, nó cứ vô phòng cũ đặt lại thời gian, mình đéo hiểu luôn anh em. Thề. Muốn lại luôn. Trên luôn nè, nó trên nè, dưới nè, gãy nè. Dưới luôn nè, nó lụm nè anh em. Dưới nữa nè. Nhận đây không? Trên nè, nó dưới nè. Trên nè, dưới nè. Dưới luôn, trên luôn. Dưới nè, dưới thiệt anh em, trên nè, dưới nè. Dưới phát nữa không? Được rồi, ngon nè. Dưới nè. Dưới, trời ơi trời. Dưới thì ngon phút mấy. Rồi để mình vô chờ sóc đĩa coi 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 nó đổi gì hay là nó vẫn vậy. Đù má nó vẫn vậy anh em. Vãi cặc. Quá. Để mình xem nó mở cái bát ra, để mình xem nó mở cái bát rồi mình vô nó có gì không nha anh em. Anh em để hai cái thằng đầu này nè anh em, cái số tiền nó không bao giờ nó đổi luôn. Rồi để mình xem cái bát nó mở nha. Rồi nha, anh em nhìn nó mở rồi nha đúng không? Để mình vô coi nó có đổi không. Đi mẹ nó. Hai nè 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 nè, hai cái thằng hồi nãy nè anh em, hai cái thằng nãy nè. Mở bát rồi, dở tắt rồi nè anh em. Nè anh em nhìn nha, nhìn kỹ nha, nhìn kỹ hai thằng này nha. Rồi nó mở bát ba đỏ đúng không? Nè. À, đây nè anh em, nó nè anh em, thằng này nè, thằng này nè. Chưa có bát nào nè anh em. Hồi nãy giờ mở hai cái ra ba đỏ không, mình để mình đặt ba đỏ thử lên chục ngàn nha anh em. Nãy nó mở hai cái ba đỏ mà đổi ngược là ba trắng. Hai ba trưởng
Nè anh em để ý nha, mình đặt gọi là mình vô là nó sẽ thành cái phòng này nè. Nếu mà mình đặt gọi mình vô là nó sẽ thành cái ba trắng này nè. Còn đúng không thì mình không biết. À đéo phải anh em. Nó cho mình ra phòng khác luôn. Nhưng mà cái thằng kia là dẫn cái thằng này nè anh em. Cái thằng đầu hồi nãy á, mình cho anh em xem á. Anh em để ý kỹ video phải không nha. Đó, nó cứ cho mình vô phòng mới rồi anh em ơi, nó sôi rồi. Thôi chịu anh em ơi, thôi clip này mình không đánh nha anh em. Mình sẽ nói sương sương về cái con game này vậy thôi anh em ơi. Rồi ok, anh em xem clip thứ hai nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe kênh để ủng hộ mình nha anh em. Mình nói gì được rồi anh em ơi. Mắc cười quá anh em. Má nó sôi quá sôi.